tôi thì chưa hơn. Nguyễn kính chúc mừng người, chúc mừng bạn đình đến, cho năm tình duyên mãn bằng đồng nghĩa vô thì. Những vậy là những điều ấm áp và tuyệt vời nhất trong ngày tình yêu luôn ngôi của chú đề vui cùng với cơ giao hiên của chúng ta chung của chúng hôm nay. Chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là chúng ta bước vào chương trình. Vâng, một lần nữa tôi xin thay lời chào đến gia đình cũng như ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chúng ta đang gần đồng lại ở phía bên ngoài. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vào bước vào bên trong. Và chúng ta cùng an toàn. Và chúng ta xin đem lại những gì tốt đẹp nhất cho đồng nương của chúng ta trong buổi trưa hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, chỉ còn chút ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ bước vào giây phút trọng đào, giây phút tiêu liêng và tuyệt vời nhất của cô dâu và chú rể. Đó chính là trong phủ quan người ấy, cô dâu và chú rể sẽ ra mắt quyên vai hai họ cũng như toàn thể tất cả quý vị chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin thân ái kính mời. Lena đang ấy, Bình Vai, cả nhóm bên nào mắt to, và cả nhóm bên đây, mắt to dễ là trung tâm sân khấu tình yêu nào, bên người bên đây nhóm và chúng ta mang ghế, bên nào mắt chúng ta giơ tay làm mà nào, Bình Ca, vậy cả nhóm bên mắt ta làm tao, và cả ta làm tao cùng về đây, nhìn rồi thôi, về trang cu cả nhóm bên. Cảm ơn.